Chào các bạn. Hôm nay tụi mình lại tiếp tục cái series Người Cuối Cùng. Và lần này sẽ là phiên bản chế tạo những cái huyền tự chế và thử thách ở trên cái hồ bơi các bạn. Dạ, coi cho mọi người xem hồ bơi. Đó, nói chung là nhà mình có một cái hồ bơi cây già lá vườn luôn. Và hôm nay là mấy cô nó sẽ sử dụng mấy cái bình, rồi mấy cái cuộn xốp, mấy cái hùng phi rồi các kiểu bạn, để dành chế tạo một cái con thuyền gì đó, một cái bè gì đó mà nó có thể ngồi được trên đó. Và nó sẽ sinh tồn ở trên cái bè đó, trên mặt hồ nha bạn. Tụi mình đã từng làm cái clip huyền phao tự chế và trôi nổi trên hồ Dầu Tiếng các bạn. Với huyền phao tự chế thì nó khá là đơn giản, bơm hơi lên cái ngồi lên xong, không có chế tạo gì nhiều hết. Nên lần này là sẽ không được sử dụng huyền phao nữa, dạng như mấy cái hồ bơi bằng phao các bạn, bơm lên là nó nổi bá đạo luôn. Không được quyền sử dụng mấy cái hồ bơi bằng phao nữa nha các bạn. Lần này là bắt buộc sử dụng những món đồ tự chế lắp ráp lại, miễn sao mà cho nó nổi được và leo lên đó nằm ngồi đứng gì cũng được. Có tất cả là 6 người chơi, mỗi người sẽ chế tạo một dụng cụ để dành nổi từ mặt nước nha các bạn. Ok, quẩy với em. Rồi, đầu tiên là mình nha các bạn. Mình sẽ sử dụng một cái hùng ôm mầm của má mình. Má mình thì là một người làm vườn chăn chính nên mình đã chôm được cái hùng xanh này đó. Còn đây là hai cái thanh xốp, nãy mình đi qua nhà hàng xóm các bạn, mình mua được ở ngoài tiệm. Đây, bỏ vô một cái, hai cái đó, leo lên hoàn thành quá dễ dàng luôn. Tiếp theo là mình thì hôm nay thì mình sẽ trở về túi hơ với vợ nha các bạn. Mình làm bè chuối, mấy cái chuối này thì mình mới qua nhà bé hàng xóm chặt, không biết bé có biết không nữa. Vậy xong hả? Xong rồi anh, để anh sẽ cái xác này vô cái lên ngồi đi bộ chim đúng. Rồi, tiếp theo là tới mình. Mình thì IQ cao hơn hai bạn kia nên mình đã hoàn thành rồi các bạn. Đây, xong rồi. Ngồi lên thế này là mình quẩy thôi, không còn gì nữa hết á. Là em sử dụng mấy bình rượu vậy thôi hả? À? Dạ, mấy bình rượu này làm nóc hết cỡ 6 bình, mỗi bình 20 lít. Quá trời heo. Em xịn phải 7 ngày á. Rồi, còn mình là sẽ sử dụng cái hùng úp cá của mẹ mình nè. Để mình làm thành con tàu dữ dội luôn. Mẹ là người úp cá hả? Ủa? Rồi, em sẽ sử dụng mấy cái tấm xốp này để hai bên vậy nè. Đó. Cái đóng đắp lại hả? Để đóng đắp lại. Đau thử coi em. Rồi ok, cả đám tụi nó mỗi người đã hoàn thành một chiếc thuyền tự chế bạn. Đây đây bạn thấy có một đống chuối, đây là của thằng cu đại nha. Hello. Nó sử dụng 2, 4, 6, 8, 9 cây chuối và mấy cái tấm xốp để dành tăng cái đồ nổi bạn. Do thuyền chuối là nó hơi chìm tí nên nó kết hợp thêm xốp nữa nha. Và làm một cái mái che bằng bạc. Hoàn thành đó em. Dạ đúng rồi anh. Cho nó lên ra khơi trước luôn nha. Ông nội ơi. Rồi lên luôn em. Đại lên đầu tiên nha bạn. Rồi để... Đúng rồi. Rồi ok chưa? Qua đây miếng. Bên kia ngồi, anh kia ngồi miếng, coi kia miếng. Xin bên kia kìa, bên kia kìa. Ủa nó nghiêng anh ơi, qua đây, nó nghiêng qua đây. Rồi ở giữa rồi anh ơi. Ủa sao nắng dữ ta? Thì chú quay lại em, chú quay lại, nắng đây bên đây mà. Ok không? Được không? Được rồi anh, được rồi. Rồi tiếp theo là cái thuyền của con tòi các bạn. Nó sử dụng hai ống nước rất là bự luôn. Và gắn cái cửa vô, trả thêm cây dù, hoàn thành. Xuống in xuống em. Đẩy luôn em. Đẩy chịu luôn. Ok. Rồi, lên em. Biểu diễn thử coi, ngồi nổi được không? Ngồi giữa em, đừng bao giờ ngồi bìa. Đúng rồi. Mấy cái bè tự chế này mà ngồi bìa đã chìm. Đó, được không? Bỏ máy không? Được anh, thoải mái lắm anh. Trời vô góc luôn vậy bạn. Rồi, tiếp theo là cái cái giống cái miếu của Hương các bạn. Miếu Hành Tài. Nó làm từ cái hùng ủ mầm á bạn. Ủ mầm. Ok, vô. Ừ anh ơi. Mang tí là hùng ủ mầm mà bỏ thêm xốp vô nữa. Hết ngầu em. Vô, lên đi. Không có xốp là chìm á anh. Chìm hả?
gà mít nè. Một. Cái bánh này, bánh này nè. Hổ hay, hổ hay, hổ hay. Lo được. Ok. Gà gà hơi, gà hơi, gà hơi. Rồi đây là cái hiền bằng mấy cái canh rượu của ông An. Bọc màng, bọc thực phẩm. Lá chuối rồi các kiểu vô. Thôi, vô em. Dạ. Anh nghĩ là chìm. Dĩnh lắm rồi. Con tư đi. Anh phải tin tưởng em chứ. Trời. Đó. Ông tép đi lên, không thấy mặt em hết em. Ổn áo không? Dạ, ổn mà. Rồi, ok. Rồi tiếp theo là Huyền tự chế bằng xốp của Bảo bạn. Đa số là bằng xốp thôi. Cái đó chị Huyền có máy che tên đây nữa là xong rồi. Do nó không biết bơi nè, ổng phao theo nha. Vô em. À ông nội nó bự vậy mà nó gọi là cái Huyền kìa. Sao ổn áo em? Mấy cũng được á. Rồi ok. Và Huyền cuối cùng là cô Cu Dĩ nha. Em đây vậy? Cuối, cái tụi nó cứ trôi cái ha. Rồi tụi cuối là Huyền của cô Cu Dĩ. Thiền làm từ cái hùng ốp cá hay vậy? Đúng rồi ạ. Rồi lên em. Chui luôn em. Biết giúp là được không nha. Nổi không? Là em nằm luôn chứ nổi gì anh. Sau này thấy nó sụp sụp gì nè. Ê. Đây đây được rồi. Anh đồ. Rút chân vô. À Thiền này nó có hệ thống mà tự sát luôn nha bạn. Để dành nó xông hơi trong đây. Cái hồng dè có chút xíu vậy còn mệt lắm. À nói chung là mình thấy là dĩ là nguy cơ là tạch đầu tiên cho nó xông hơi trong cái đây các bạn. Càng nhỏ thì tỷ lệ xông hơi càng cao. Mét mà. Mét hả? Đúng rồi. Rồi à, bây giờ nói chung là cái hồ bơi nó khá là nhỏ. Nhưng mà quá nhiều thì nên nó gây ra tình trạng mà cạn ứ với dài các bạn. Học hỏi à. Chơi khoảng 1-2 tiếng sau thì nó tạch bớt thì cái Huyền cái hồ bơi nó sẽ trống trải hơn nha. Thiền của Bảo nó đâm Huyền em nè anh. Đúng hết mấy bạn một thực phẩm luôn rồi. Rồi nè. Lòi ra hả? Lòi luôn, nó tẩy luôn. Rồi ăn mà thấy nó cũng xông hơi đó các bạn. Nó lấy bè bộ phẩm nó bọc lên để xông hơi. Rồi ăn Hương thì cũng xông hơi luôn á Hương. Cái tấm xanh này nó khá là nóng luôn anh. Đúng rồi, xông hơi luôn. Về chỉ có toàn là mát mẻ nhất thôi các bạn. Nó chắc khi dù thôi à, không có cần bàn che gì hết á. Và thử thách lần này 6 người sẽ lên trên Huyền tự chế ở trong cái hồ bơi các bạn. Người nào mà cảm thấy là nóng quá chị không nổi hay là Huyền nó rã ra nó chìm cái kiểu thì người đó đồng nghĩa với việc leo lên bờ đầu hàng. Người nào cuối cùng còn ngồi trên thuyền ở trong cái hồ bơi này sẽ hắn giải hưởng 10 triệu. Đơn giản chỉ việc ngồi lên tay và lên đên và lụm tiền thôi các bạn. Và mình sẽ bắt đầu bấm thời gian nha để thử xem là phút bao nhiêu có người chìm, phút bao nhiêu có người hắn rồi nha các bạn. Đây mình sẽ bắt đồng hồ cái này. Ở đồng hồ này nó chỉ chạy tới thôi chứ không có chạy lui hoặc là tua nhanh được nha bạn. Ok, nói chung là cứ khoảng 1-2 tiếng gì đó là mình sẽ có những cái dòng bóc thăm, những cái trò chơi đó để cấp lương thực, nước uống cho mấy con cu để nó có thể tồn tại trên mấy cái hiền này được nha. Bạn nào thích cái video này của mình hãy nhấn like, chia sẻ rồi mình nhấn đăng ký kênh để ủng hộ video này thực hiện ok và ổn áp nha bạn. Có đứa nào muốn phát biểu gì trước khi anh đi mua đồ ăn không? Em cảm thấy là em sắp chiến thắng rồi. Không quay được cái mặt của nó luôn các bạn ơi. Thì cái che ra quá nhiều. Em sắp thua hả? Sắp thắng. Ừ, cảm thấy mình sắp tu hành chính quả luôn. Đây đâu có nằm nữa đâu, chỉ có vậy thôi à. Đó. Rồi chúng ta qua hàng ốc cá rồi đó. Sao em? Sắp hơi đã không em? Đã hơi, chúng em ngồi cứ như là em đang đi ở trên một chiếc tàu 5 sao vậy anh. Đã lắm. Giống như mấy cái thằng mà nó vượt biên trái phép em. Rồi hiện tại là đã được 2 tiếng trôi qua các bạn. 2 tiếng trôi qua và bây giờ đã là 12:39. Tới giờ ăn trưa rồi nha. À, do cái thử thách này lên trên nước. Nhưng mà nước này mình nghĩ là không thể nào uống được đó các bạn. Đây ăn đang uống kìa. Thì mình bắt buộc phải cho mọi người một chai nước nha các bạn. Nè tự phát nhau đi. Đây đi. Ok. Còn đồ ăn thì bắt buộc là sẽ bốc thăm cho thú vị các bạn. Do có những món rất là ngon, có những món nó khá là bình thường nên mình sẽ chơi bốc thăm. Ở trong đây là mình có mấy cái nút mà nó phát ra tiếng các bạn. Bóc vào cái nút, sau bắt đầu bấm nút, nó sẽ phát ra tên của cái món đồ ăn. Cho toàn chơi trước luôn ha. À, bóc vô sau đó gạt qua on, nhấn nút nha. Còn bóc lên đưa cho anh cũng được, bóc lên đưa anh. Đây à. Cái này đúng không? Đây là cái nút phát ra tiếng các bạn.
Mì hai con tôm. Wow. Mì hai con tôm. Nghe lại nha. Wow. Mì hai con tôm. Trời ơi. Đây. Đúng hai con tôm luôn nha bạn. Quá đã luôn em. Mì Miniket mới ra sản phẩm mới, mì hai con tôm luôn. Trời ơi, nhìn ngon quá anh. Em là người đầu tiên review em, trong team mình là đầu tiên review á. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ qua cu bảo đây nha, mấy thằng dễ dễ đi trước. Bóc cái đưa cho anh, bấm chưa? Cho lựa luôn, khói máy, không biết cái nào đâu. Nú nào, cũng vậy à. Này là do có một mình chỉnh tiếng rồi, tụi nó không biết đâu bạn. Bật qua on nha. Bánh mì que. Nghe rõ không em? Bánh mì que. Bánh mì que. Dạ nhỏ quá à. Cái đã câu bẩu. Hấp dẫn. Rồi ai đông bờ ta? Hương nha. Hello. Sao mỗi người một nơi kì vậy? Nó trâu dạt anh ơi. Bóc em. Nè bóc vậy mới chắc anh. Đây. Từ từ chứa. Thôi cãi thôi, không có tham lam. Chuối. Ăn chuối nguyên nải. Quỷ đi là nó chuối à? Trời ơi, chuối mà ăn là nguyên nải vậy nè. Đúng. Đúng chuẩn luôn á. Đây. Nè. Nè ba cây giang đó đúng bài luôn, coi như nó cái biếu hậu địa luôn các bạn. Được á, chuối cao. Này hàng thích lắm. Trung hợp thì chứ. Rồi ăn ha. Em trải này lên cho mọi người nhìn mặt em dễ hơn ha. Rồi ok em. Chuối cao. Rồi em bấm luôn gạt qua on. Nào anh. Có nút on chứ em gạt qua. Rồi đây. Rồi bấm luôn vô. Hot dog. Ngon à. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Gọi là chó nóng á. Đây. Hot dog các bạn. Gồm cái bánh mì chẻ đôi ra, bỏ cái hot dog, cái xúc xích vô là thành hot dog. Ồ ngon. Rồi đại dễ, mỗi thằng bóc cái đi. Đại cái nè, dễ cái. Còn cái luôn. Sao con dễ không quay mặt vô đây em? Từ anh nó không có. Đây. Đúng rồi, nên quay mặt vô. Ây da. Đó, phải quay mặt vô vậy nè. Đó, mọi người phải chiêm ngưỡng cái hiền con dễ được nha. Chim ngưỡng sắc đẹp của em. Bấm em. Bấm. Set quà Tết. Cái gì? Set quà Tết. Set quà Tết. Rồi đại là chưa Tết mà anh. Carbon sushi. Carbon sushi. Cái này nó bị hết pin á. Nhưng nó là combo sushi nha. Combo sushi. Nó hết tiếng nãy nó chậm lắm mà sao nó nói gì. Tiếng ai à? Combo sushi. Đây. Combo sushi 125.500 đồng là thuộc về cụ đại nha. Wow. Còn vậy là được nguyên một set quà Tết do sắp Tết nữa em. Trời. Đây. Wow. Set quà Tết 1.400.000. Trời, một bữa ăn của em hả anh? Đúng rồi, đây chỉ là một bữa ăn thôi mà vậy nó rất là may mắn. Wow. Gồm có là rượu nè. Có luôn hả? Ý. Bánh nè, hạt dẻ cười, nho khô, khô heo. Rồi bánh Oreo, rồi bánh chocoba gì đồ. Và bỏ cái này lên thì chắc chắn là dĩ chìm rồi. Chèm bé rồi. Sao em sao xây sở được em? Đây được hết. Không, nếu em có thể không xài em có thể bếp lại cho những bạn khác đi đổi bánh mì que cũng được. Đây, cứ ngay sẵn sẵn bị. Rồi sau 2 tiếng trôi qua thì mình sẽ review sơ là cảm giác sao em? Cảm giác em giận ở chơi được 3 ngày luôn anh. 4 ngày luôn. Ý là nóng hay là mệt gì không? Nó chỉ hơi nóng xíu hả? Hơi khỏe chút hả? Đúng rồi. Còn đại thì há là khoát mát thì sao em? Nhức đầu mà anh. Nó cứ cặp bên nhức đầu á. À do hiện của em nó không có được cân bằng cho lắm đúng không? Rồi ăn thì trong cái nhà này có nóng được lắm em? Nóng anh, nóng được lắm hầm. Anh thấy có lá chuối đâu mà. Nhưng mà vẫn hầm á. Kiểu ở đây nè, mới có gió hén mát vô. Rồi có bị say sóng không? Dạ không à. Em khỏe hả? Ok. Rồi thằng Tài sao em? Thổ địa. À cái này hả? Cái này là nóng này hầm xuống. Rồi gió nó luồn hơi nóng xuống, nó mát mát chảy bùn hôi xuống, mát mẻ đã luôn anh. Nói chung là 7 ngày cũng được nữa, quá là mát luôn. Ok. Rồi Bảo sao em? Biết bơi không biết bơi, mà áo phao thì cảm giác có sợ sóng gì các kiểu em? Em đã tạo sóng nè. Đấy, bình thường không anh? Bình thường. Rồi. Rồi phía bên kia thì toàn sao em?
Được không anh, vô đi nghỉ dưỡng anh. Ăn mì hang tôm luôn mà. Tôm hùm đồ. Quá đã. Rồi hiện tại là gần 2 giờ trưa, khá là nắng nóng luôn các bạn. Nên mình sẽ giúp sức cho mấy thằng cu đó giải nhiệt, và đặc biệt là test xem là tàu của mỗi đứa là có chịu được với lại mưa gió rồi không các bạn. Đây như các bạn nhìn thấy ở đây mình có một cái ống nước. Mình sẽ biểu diễn tạo mưa nhân tạo các bạn. Để xem tàu của nó là khi bị vô nước rồi các kiểu là có che được mưa rồi có chìm gì hay không nha. Ok mấy cô, có ai tự tin là tàu mình chơi được không? Có. Chặt hết. Chặt hết luôn hả? Thử nha, từng chiếc nha. Rồi, đóng cửa rồi. Chứ là cái vụ quá hát quá rồi. Có nào chết không? Sợ nó mát kìa. Đúng tâm. Được anh, chỉ là hơi bị dột tiếp thôi anh ơi. Mát không? Mát lắm anh. Trời đang nắng à. Nóng mà. Cận quá, chỉ tới đây, chỉ chết không? Ủa, chỉ nó trùm rồi hả? Phun phay hả? Phun phay luôn rồi. Nói chung con mưa của anh Lâm tạo ra là mát mẻ luôn nha. Quá hứng hứng mẹ ơi, cái này mình chơi cỡ 5 ngày luôn. Ai coi. Cũng ổn mà nơi có điều là ở trên đây nè, nó hơi dẫn nước nè. Sau khi anh Lâm tạo ra một cơn mưa nhân tạo á thì mình cảm thấy là vẫn bình thường nha các bạn. Đây các bạn thấy không, mưa đang nhiễu xuống nè, nhưng mà đâu có nhiễu vô cái thuyền của mình đâu, cái bè của mình cũng lộn, mình cảm thấy vẫn lộn áp nha, chỉ là có một xíu gọi là đụng lộn các bạn. Nhưng mà nói chung thì vẫn là ổn. Wow, ok luôn nha mấy bạn. Đây ông thầy ướt luôn á. Nói chung là kiểu này là liều của mình là bắt thử chắc luôn rồi. Đây, đây là cái vẻ lao của mình. Giờ ướt cỡ nào thì mình lao cái là hết rồi. Rồi hiện tại là 5 giờ rưỡi chiều và cái thử thách lên đến trên hồ bơi tại nhà của mình đã được hơn 7 tiếng các bạn. Thì mình đi mua đồ ăn về để cho chuẩn bị một bữa tối cho tụi nó các bạn. Thì đã có người đầu hàng nha. Đó chính là cameraman của mình. Hết bất tử rồi em. Hết rồi, rời xa máy quay là không bất tử nữa. Ừ, sao đầu hàng à? Em mất vệ sinh rồi. Bất ỉa bất đái hả? Sao không làm tại chỗ luôn cho lẹ em. Hồ bơi mà. Mất vệ sinh mọi người đang chơi anh. Cái lại ra tới chùa không gian cho mọi người chơi đồ. À, trải nghiệm như vậy là đủ rồi đúng không? Ok. Goodbye em. Nói chung là thằng cu Bảo nó bị bắt ỉa bắt đái quá đầu hàng nha bạn. Vậy là chúng ta bây giờ chỉ còn có 5 người chơi. Đó chính là Hương Hổ Địa nè. Yeah. Ăn Huyền Bịch Bi Long. Đoàn Đại Huyền Chuối. Toàn nghỉ dưỡng đúng không Toàn? Đúng anh. Sao 7 tiếng có nghe say sóng cái gì không em? Không anh, bình thường như đang đi nghỉ dưỡng hả anh? Đã à. Và cái Huyền ốp cá của cu Dĩ nha. Huyền 56. Ok. Nói chung là hơn 5 giờ rưỡi chiều rồi, nên bây giờ mình sẽ làm một cuộc bốc thăm để cho mấy cu nó tổ chức cái tiệc bể bơi nha bạn. Dưới đây là mình có là phần đầu tiên là phần khoai lang và bắp nướng. Kế bên đây là mình sẽ có xúc xích và thịt bò. Phần thứ ba của mình sẽ là bánh bao và nhân hamburger các bạn. Nói chung hai món này nhặn là ăn rất là ngon. Phần thứ tư sẽ là lẩu bò và cuối cùng sẽ là lẩu mì gói các bạn. Và ở đây là mình có một cái hùng phiếu có 5 lá phiếu các bạn, tương ứng với lại 1, 2, 3, 4, 5. Và mình sẽ đánh dấu là bắp là 1 nè, xúc xích nướng là 2, này là 3, đây là 4 và đây là 5 nha. Ai bốc vòng gì thì sẽ có cái tiệc bởi bơi tương ứng với lại món đồ đó nha. Mình sẽ cho Toàn bốc trước. Bốc em. Rồi tôi nghe em bé rồi. Toàn được số 5. Số 5 thì sẽ có combo là 2 chai nước và 1 lon Pepsi.
và nguyên một bộ combo là bếp còn và nồi để dành làm lẩu mì các bạn. Có cả đũa nữa thôi. Wow. Nó mà lạc xuống dưới đó cái em nghĩ ăn á. Đâu em là. Rồi, tiếp theo là ăn. Bên đây anh ơi. Ở đây anh xào ấy, cho anh nhìn. Rồi ok, bóc lá nào lụm lá đó em. Đây à. Rồi dứt. Tôi dở cho nó nha các bạn. Rồi ăn được số 2. Rồi. Số 2 ăn nó sẽ có một combo rất là đã luôn. Wow. Steam. Pepsi. Nước suối. Cái kẹp với nước thịt. Thịt bò. Xúc xích. Và combo dĩ nướng hai rồi các kiểu nha bạn. Wow, bây giờ em mà nướng ở trong đây là chắc nguyên cái lòng này nó khói mịt mù luôn á em. Ok, tiếp theo là Hương nha. Có thể cho Hương vào không? Wow. Nào cái này. Rồi, quất em. Chơi gì chơi. Hy vọng không ăn chay. Hồi sáng giờ ăn chay anh ơi. Gì nè. Rồi, Hương được. Number one, số 1. Rồi, bộ combo number one sẽ có là một cái kẹp nướng nè. Chai nước suối. Cặp bắp. Bịch khoai lang. Ồ thịt đâu anh? Thịt đâu? Và nguyên một dĩ nướng thịt tàn hình. Ủa? Là thưa giờ Hương ăn chay không hả? Ăn chay. Hồi sáng cũng ăn chay, ăn tàu hũ. Wow. Thôi bỏ. Ok, chúng ta đến với hai người cuối cùng. Rồi, đại. Rồi, đại được số 4. Đại được số 4 nha. Và cuối cùng là mình chỉ hỏi con bóc ở cuối cùng nha các bạn. Con vậy là số 3. Số 4 hiện đại sẽ có combo là lẩu bò, hai chai nước suối và một lon Pepsi. Rồi vậy là vậy số 3 thì nó sẽ có là bánh bao, thịt hamburger, nước suối, Pepsi và steam nha các bạn. Và bộ nướng. Anh không hiểu làm sao em có thể làm được cái tiệc cái nướng ở trên một cái con hiền này được. Dẫn em hoài anh. Nói chung là ba em của cái chương trình này là làm sao để cho mấy thằng cu nó chế tạo một cái con hiền có thể che mưa, che nắng, ăn ngủ và có thể BBQ trên hồ bơi luôn bạn, BBQ trên thuyền luôn. Nên bắt buộc là phải có cái tiết mục nấu nướng này nha. Thằng nào mà nó không có thể mà vượt qua được cái tiết mục nấu nướng này thì bắt buộc là tối nay là nó phải ăn đồ sống rồi nha bạn, hoặc là nhịn đói nha. Rồi đây phát cho mỗi cô một cái hộp quạt để cho nó làm tiệc BBQ nha. Ok. Nói chung là Hương nó quyết định là nó sẽ khai mạc cái buổi tiệc bể bơi các bạn. Wow. Theo như mình suy nghĩ thì chút nữa nó sẽ nóng cái đồ nướng này và nó sẽ làm cho cái hầu cái đồ nướng của Hương nó xuống dưới nước các bạn, do nó để tới mấy cục xốp nè. Nó nóng rồi nó tan ra. Lót cái này không biết độ đủ không? Hên xui vậy. Rồi chút nữa lửa nó té qua cái nó làm nguyên cái miếu của Hương là hỏa miếu luôn nha các bạn. Không sao anh, có gì mình nhảy xuống, có nước đây nè, mình nhảy xuống cái này xong rồi. Đây ăn thì nó ở trong cái lồng bịch bia mi lông nha các bạn. Cái lồng kính đi nha. Nó định chơi luôn hả em? Dạ, tới em chơi luôn nha anh. Rồi chút đường ăn nó hùng khối trong đây luôn các bạn ơi. Anh nghĩ là em nên khoét mấy cái lỗ ra. Thôi, vậy đủ rồi, vậy được. Không sao đâu. Wow. Cảm thấy mà nó mà bốc cháy hay gì quá thì nhảy dưới sông nha. Dạ, ok. Cới nước mà không sợ cháy đâu em. Rồi tọt có yên dễ không em? Không anh. Không có mì hả? Không, em ăn mì sống. Em mì sống? Em không muốn nấu hả? Nấu chút nấu sao anh. Giờ ăn trước gói ăn sống trước hả? Đúng rồi. Còn đại có biểu diễn không em? Có anh. Chơi luôn hả? Dạ. Chơi không để ngoài mấy cái cây chuối này nè, cháu an toàn em. Nó ngắn quá anh, nó có một cây à. Vậy hả? Tóc sai em nghĩ là được. Không, anh nghĩ là đại toan rồi. Rồi, tiếp theo là cu dĩ nha. Biểu diễn luôn, tên thuyền luôn. Lên luôn. Nó bỏ cái chỉ đứng ở ngoài thuyền nha các bạn. Chứ nó để trong cái lò đó, nó nướng chắc nó chín nó luôn á. Cháy rồi mà từ từ. Còn đại thì nó sẽ nấu lẩu ở ngay cái mấy cây chuối nha. Nếu như có mà cái gì đó thì nó đặt cái đầu lẩu xuống dưới hồ bơi thì nghỉ ăn thôi, không có sao đâu các bạn. Ủa còn Hương sao Hương? Đây đốt hang anh ơi, đốt hang sao nó bỏ cái dĩ này lên nè. Nướng bắp kìa, ok à, khá là dễ. Có gì nếu nó nóng quá nó làm cái út kìa, mắt nguyên mút thôi. Ví dụ như nó mà có lửa mà nó lớn quá thì mình hắt cái cho xuống hồ bơi. Ok.
rất là an toàn. Rồi còn ăn thì đang xông hơi trong đây với bạn. Sao em ổn em? Ổn anh. Kiểm soát lửa hả? Dạ. Yeah. Như đây hèn đủ rồi. Nóng quá. Giờ tắm hơi trong đó chứ gì? Dạ. Anh nhìn em nè. Đủ mồ hôi luôn á. Mỗi anh nói xé cái này ra hay em cãi anh. A few moments later. Rồi nói chung là ăn nó khóc luôn các bạn ơi. Sao đút cái đầu ra em? Đút rồi anh, mà nó vẫn cay á. Không, anh nghĩ là giờ em đẩy cái này ra ngoài, cái khoét lỗ cho gió nó ra chứ. Thôi được rồi, vậy được rồi. Ăn mà nó như là nó lần đầu tiên được ăn. Cảm động quá anh ơi. Ừ. Cảm động. Rồi giờ em nướng thịt luôn nè. Wow, biểu diễn luôn hả? Dạ. Giờ thì em không 5 sao được em ơi, có 2 sao thôi. 5 sao là phải có hệ thống nấu ăn tên Hiền chứ. Dạ. Cái này là em chưa lần trước được. Quan Hương là trái. Nè, Dương Hương thấy không? Đó, Hương là có cái sân vườn các bạn, đó, nó nấu ăn ngoài sân vườn nha. Đỉnh á. Đỉnh bộ. Lên, một cục. Trời, nó bự ghê. Cái gì đấy? Cục thịt vô, nó vậy cỡ ông nội ơi. Ok, tiếp theo là cục thứ hai. Để bên có một dĩ nè. Có một sự bắt cầu. Rồi, giờ thì chờ chín thôi. Wow, hình như em còn xúc xích nữa. Để xíu nè. Còn Hương ơi, bỏ xong quay lan vô nước được rồi á. Ok anh ơi. Nhưng khoai lang nướng cho chứ nướng gì tình vậy đó. Không, mình chơi vậy nó quý tộc mà. Vậy nó không biết rồi, khoai lang Hương nướng lửa nó đa, nó ăn nó đắng á. Vậy hả? Nó chua á. Trời chua luôn. Không hiểu đâu, khoai lang nướng lửa nó chua lè. Nói chung là mình 5 sao mấy bạn. 5 sao giàu, ăn thịt giết á, nó mỡ lên máu, rồi tiểu đường cái kiểu. Không nên, chỉ nên ăn chay thôi. Wow. Ăn trước hai củ đi. Sau đó cho hang lên, cái mình nướng bắp ăn luôn. Ăn chay niệm Phật. Thêm sức khỏe. Chút chuối đem nướng luôn, hợp lý luôn Hương. Ý hay anh. Rồi, đại chính rồi nha các bạn. Mà nó nấu cái gì đâu mà nó lên láng nước, tại nó nước không kìa. Em chế hai chai nước hay gì vậy? Có anh chế, có 1.5 chai à. Một chai là đủ rồi. Nói chung là đại nó đã chín rồi nên đại ăn đầu tiên nha các bạn. Bữa ăn lên đền tinh thuyền. Dai vậy à. Bò mà. Sao được không? Được ăn, hơi lẹt. Đúng rồi, tại em trang nhiều nước quá mà người ta có chai nó bỏ con chai gử. Nhìn nè, cái nồi lẩu nó nước không, chưa có kinh nghiệm cắm chai nha bạn. Rồi tiếp theo là dễ biểu diễn nướng thịt bò bít tết anh. Không, cái này bò cũng hamburger. Ờ đúng rồi. Ăn với bánh bao hả? Đây. Ngon hả? Nói chung là cái Hiền con Dĩ là có chỗ đặt cái bếp nướng nha bạn. Vậy là Hiền Dĩ 5 sao rồi. Cục này nó mềm quá, nó dễ đứt quá, làm đôi quá à. Lúc này nó còn chín hơn cái lái ra. Nó còn cứng nữa. Còn phía bên đây Hiền ăn nó nhắm mắt lại mà chờ thịt chín thôi nha các bạn. Như cái mấy ông mà treo đò vậy á. Cái bếp của nó nè, mấy bạn nhìn thấy cái Hiền của nó nè, nó có hệ thống và nó giữ khói là không cho khói đi nha các bạn. Kết quả là nó vừa nướng thịt, vừa nướng xúc xích và nó vừa nhắm mắt lại nha. Chờ chừng nào mà nghe mùi thơm thì quay ra ăn thôi. Còn Hương thì nó đang tấn công ăn nè. Chích chà vô đốt cháy liệu luôn, tội nghiệp. Đó. Có thị Hương ok em, 5 sao em. Chừng đó. Sao mà, nhưng mà ăn chay anh ơi, ăn chay tốt sức khỏe. Ok, có vẻ như trái chuối mình chín rồi mấy bạn. Bây giờ mình sẽ xẻ chuối trên cái du Hiền 5 sao của mình. Ăn cái dễ ăn trước đi. Trái chuối. Rụt bấy luôn. Lúc toàn nhớ nướng nó ăn dở đúng không? Cái này là chuối cao nha. Một trong những loại chuối ngon nhất. Nó vẫn giữ nguyên vị ngọt thôi mày. Ngon. Y như ăn chè chuối nướng vậy. Ok, tới phần chính nè. Bắp nướng. Đó, mình nướng nó loang lỗ, đang đe nè. Review luôn nha. Cắm hỏi. Ngọt liệm luôn á. Rồi, tới mình là mình sẽ hướng món bánh bao nhẫn thịt bò. Trời ơi, uống nhất 5 sao luôn anh. Ngon hả? Đúng rồi. Wow. Vừa ăn vừa nướng nữa. Không khóc gì hết hả? Không anh. Cho ok. Em 5 sao mà ít sao khóc được anh. Còn hai tò thì nó liếm mép cái kìa. Ha 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 ha.
hả? Còn bên kia là đại nó ăn xong luôn rồi các bạn. Còn bên ông nội ăn thì trời ơi, còn khói ghi gút nữa bạn, các bạn nhìn thấy cái lượng khói nè. Cái khói này là do bên ăn thôi nha. Ok, không biết sao ăn khói không á ta. Ờ, ông nội ơi, không thấy ăn đâu luôn á, khói tỏ lâm chiều luôn á. Thiền em bị thiết kế sai lệch em ơi. Dạ. Không có khả năng nấu nướng tên Thiền rồi. A few moments later. Trời, cuối cùng là ăn thì nó đã chín nha bạn. Người ta ăn xong hết luôn rồi, chỉ còn cũng ăn thôi. Có khói các bạn thấy nó nghi ngút luôn kìa. Ăn lẹ rồi dẹp luôn cái bếp em ơi. Dạ. Yeah. Đây. Đây ăn thịt nướng nha bạn. Bò. Nghĩ là chỉ biết đây chà bá luôn quốc em. Yeah. Nhắm gắt ăn luôn em ơi. Thì này mà nào mà gọi cái món gà nướng lu hay gì cái kiểu là chắc hành khách thiệt chết hết quá. Nó dai, nó dai quá chị ai luôn, mà nó ngọt, mọng nước, ăn ok á. Hồi khói nữa ha. Dạ, đây là một cảm nhận khó quên. Tại sao làm thì nhớ không khoái chút. Dạ. Hoặc là có cái bệ, giống Hương nè, hợp lý nè. Rồi kết quả là 7 giờ 54 phút và cái thử thách đã được 9 tiếng 30 phút. Và chúng ta đã có người đầu hàng thứ hai các bạn. Đó chính là cu đại. Ủa sao đầu hàng hả em? Dạ em bị say sóng anh ơi. Say sóng hồ bê. Say hồ bê. Nó lão đạo nghe cảm giác say sao Thiền hả? Nhức đầu mình. Nhức đầu luôn. Ói. Rồi vậy lên luôn em. Chết một cách thật là lãng sạc luôn. Đó chính là say sóng. Nó thầy heo. Nó thấy cũng bình thường mà. Còn Toàn có say sóng không Toàn? Không anh. Không, bình thường luôn. Thầy của em nó hét đó. Vậy hả? Còn ăn cái Hương có ai say sóng không? Không anh ơi. Không ai say sóng hết. Dạ. Yeah. Nói chung là 9 tiếng rưỡi và Đại đầu hàng vì say sóng nha bạn. Rồi khoảng chưa đầy 5 phút khi Đại đầu hàng chưa đầy 5 phút nữa thì chúng ta đã có người đầu hàng tiếp theo nha bạn. À, đó chính là cô Hương. Kể em. Lại lại anh ơi. Sao hả? Đau bụng quá à. Chắc là tiêu chảy rồi. Cái này Hương không kìm nữa đâu. Lại lại anh ơi. Anh thấy có cái chai vàng vàng kìa. Nước tiểu anh ơi. Sao không làm vô chai đó luôn? Còn chai dư kìa. Chấm hỏi. Không chưa bao giờ có ai có thể làm được hả? Anh ngồi ngồi nó review nó chưa hết nổi rồi hả? Thiệt à, ok, ok. Lẹ lẹ. Vậy sao vô? Đạp vô bếp hang. Không được anh. Nói chung là mới có 9 tiếng trôi qua và chúng ta đã có hai người đầu hàng liên tục, đó chính là cu Đại với lại cu Hương các bạn. Vậy là bây giờ chúng ta chỉ còn có 3 người thôi. Đó chính là ăn. À, ăn đâu ta? Bên đây anh. Ủa em nhắm chơi được khoảng bao lâu nữa em? 9 tiếng rưỡi rồi em. Ừ, chắc em phải làm tròn cho số, em hít số tròn tròn lắm anh. 10 hả em? Không đâu, 100 đi. 100 cho đẹp. Tới 10 chứ, nửa tiếng được ăn tạch. Rồi à, bên đây thì chúng ta thấy thì năm sau cũng vậy chơi game gì nữa nè các bạn. Đầu lấy lên coi ra dấu dấu gì em. Rồi à, không say sóng hả? Không anh, thì dễ mà em chơi chục ngày cũng được nữa. Đang cài liên quân nha. Toàn Toàn không làm gì hết, Toàn còn chơi vậy hả? Ngồi nhìn nó chơi hả anh? Wow. Chết thua luôn rồi. Rồi hiện tại là 9 giờ, gần 9 giờ tối các bạn. Và thử thách mới có 10 tiếng 26 phút thôi. Và chúng ta lại có người đầu hàng tiếp theo nữa. Nói chung là cái thử thách này là nó khá là mệt mỏi sao các bạn, nên đầu hàng liên tục luôn. Đó chính là bạn Toàn nha. Sao đầu hàng em? Ngồi mệt lắm anh. Ủa anh thấy em không có chai nước tiểu nữa, anh em tiểu đâu ạ? À? Em nín nín đá luôn anh. Dành tiểu từ 10 tiếng rồi hả? Đúng rồi, nên giờ cũng hơi mắc đá rồi. Rồi bây giờ đầu hàng vì mỏi lưng hả? Do chỗ này nhỏ quá anh. Không nằm được. Nằm mà được có nằm im thôi anh, không có cử động được luôn á. À. Nên phải ngồi, mà ngồi thì mỏi lưng quá. Nói chung là anh Toàn đầu hàng vì nó la mỏi lưng vì không nằm được, bạn toàn ngồi không à. Ok, nói chung là đối với tội yếu đuối thì 10 tiếng là cũng khá là hay rồi nha các bạn. Ok, vô luôn em. Ủa sao vô được anh? Được. Wow. Ok. Vậy là 10 tiếng trôi qua và chúng ta đã đến với vòng chung kết khá là nhanh luôn các bạn. Đó chính là cu Dễ và cu An. Thuyền cu An thì có thể nằm được nhưng rất là dài. Còn cu Dễ thì nằm được không em? Dạ. Nằm dễ hả? Dạ.
Nói chung là vậy nó cũng rất là trâu. Mình nghĩ là có thể là cái giải thưởng lần này có thể là sẽ thuộc về ngang nha bạn. Rồi hiện tại là 9 giờ tối và mấy con cu nó ngủ sớm các bạn. Dưới đây đó bạn thấy là cu ăn là nó hẳn giò ra nó ngủ rất là đã luôn. Đây cái huyền cô ăn nó rất là dài các bạn, nó có hẳn giò nha. Đó, nó ngủ như vậy. Còn bên của Dĩ ngủ vậy hả em? Đúng rồi. Rồi ló cái giò ra vậy hả? Đúng rồi, mát mẻ. Vậy lại không biết rồi, cái hồ bơi của anh có khi có ma da á em. Cá sấu. Rồi cá sấu rồi nữa, cá mập rồi nó tát giò. Anh em thử cái chức năng đóng cái tủ lại cho anh coi thử coi. Đóng tủ luôn hả? Ờ, coi thử cái ngầu không? Ồ. Xem mày chết, mình vớt luôn, mình chôn luôn. Rồi có máy che đồ dữ đó ta. Nói chung là bây giờ là cái vòng chung kết giữa cu ăn tướng ngủ rất là thoải mái và bên chị ngủ khá là khó khăn nha bạn. Nếu như tối nay mà có mưa bão sấm chớp hay là nào đồ hàng gì đó thì mình sẽ cập nhật sau nha. Ok, chúc hai bạn ngủ ngon. Rồi đã qua được một ngày nha bạn. Đây mới có 22 tiếng thôi nha bạn. Tại vì hôm qua tụi mình thực hiện thử thách này là tới gần 10 giờ trưa rồi. Và kết quả là vẫn còn 2 cô. Sao dậy sớm chứ anh? Mới 8 giờ em. Dậy sớm là tối qua nó ngủ được rồi. Lạnh lắm. Để lo em vô sợ em một mình nói sai chứ. Hello. Hello. Không dám chỉ coi. Tối qua ngủ được không em? Dậy được anh. Ngủ dậy luôn hả? Đúng rồi. Thôi lấy giò vô thôi à. Vậy luôn. Kéo xuống ngủ. Có lạnh không? Không, em chụp kính mít luôn. Cái kéo tao lại xuống rồi kính mít luôn, ngủ ok luôn. Đúng rồi. Rồi số 3 ăn sáng nè em. Đây. Hôm nay cho tụi nó ăn bún măng gà nha mày. Uống rau má nữa cho đi cho lẹ. Còn bên ăn là hôm qua lạnh ha. Dạ, lạnh. Của em cũng kính mít vậy mà lạnh kỳ á. Hôm nay tàn tích của của tao của ông Bảo để lại cho em nè. Nó đâm em lụt quá hả? Dạ đúng rồi. Chó lùi vô lạnh. Dạ. Lạnh lắm, lạnh cũng được luôn. Vậy như ở trong hồ đó, nó hơi nước nó lên rồi các kiểu nó cũng là khá là lạnh đúng không? Ừ. Thôi là em ngủ sớm mà, em ngủ cỡ khoảng 9 giờ. 10 giờ, cỡ 10 giờ là tới 12 giờ dậy là tới giờ luôn. Tới khoảng 6 giờ mấy á. Nói chung là do thì của em là nó không có kính hơi như của mình Dĩ nên lạnh hơn. Dạ đúng rồi. Ok, nói chung là khoảng 22 tiếng trôi qua và hai cô vẫn chơi tiếp với bạn. Mình quyết định là mua rau má với lại ăn bún mà gà măng vịt á cho nó đi cho lẹ. Rồi hiện tại là thử thách đã được 24 tiếng các bạn ơi. Nói chung là đã được 24 tiếng một ngày rồi. Và bây giờ là sẽ đến cái màn gọi là thử thách vận tải của con Hiền nha bạn. Hôm qua chúng ta đã có thử sức chịu đựng mưa gió rồi nấu nướng. Hôm nay sẽ là vận tải tải trọng của Hiền xem là thằng nào trâu bò hơn nha. Như đây là mình sẽ có là hai cái bánh xe các bạn. Mình sẽ phân phát cho mỗi thằng cái. Rồi sau đó tới giấc trưa thì mình sẽ có những cái bốc hầm khác nữa nha. Nói chung là bây giờ là sẽ thử bỏ bánh xe lên xem là Hiền nào chịu nổi nha các bạn. Chứ không phải là chỉ đơn giản là chui vô ngủ là chiến thắng đâu, phải trải qua thử thách nữa nha. Vậy em muốn bỏ đâu em? Bên này, bên này. Bỏ đó, gớt lại em thua nha, bánh xe gớt lại em thua. Chứ em chở chở hàng mà em làm gớt hàng xuống biển em có đền hàng không? Đúng không? Sao để đâu? Rồi ok, vậy nó chấp nhận bỏ cái đó nha bạn. Chút nữa sẽ có những vòng bóc cục tạ hay gì đó đổ lên nữa. Em phải thiết kế sao cho chuẩn. Rồi tiếp theo là Huyền nè. Bình rượu của con ăn thì để đâu ăn? Đây anh. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Vậy. Rồi. Mình nghĩ là Hiền ăn là có thể chở chắc cũng phải được 5 cái bánh xe đó các bạn. Ồ, nó cân bằng lại cho em rồi kìa. Ồ, thêm cái nữa không? Nặng chứ hả? Được anh. Ồ. Nói chung là 24 tiếng trôi qua và sắp tới giờ ăn trưa các bạn. Khoảng 1 tiếng đó tới giờ ăn trưa thì chúng ta sẽ có những cái dòng bốc hầm khác nha. Rồi hiện tại đã hơn 12 giờ trưa và thử thách đã được hơn 26 tiếng các bạn ơi. Nói chung là tới giờ trưa rồi nên sẽ có một cái trò chơi nhận cơm trưa nha. Ở đây mình có tất cả là 10 cái thùng và sẽ có những cái món đồ tương ứng trong mấy cái thùng nữa các bạn. Bánh trái, nước ngọt, đồ các kiểu. Đó.
Và mấy cô mỗi hàng sẽ có 3 lượt hãy cái trái banh này. Hãy vào cái thùng nào thì sẽ nhận hưởng trong cái thùng đó thôi. Đơn giản. Vậy muốn chơi trước không em? Đây, chơi trước luôn. Ok. Đó. Rồi. Lượt đầu tiên, vậy tạch. Không, mắt bị so le xíu anh. Rồi, vô. Wow. Wow. Vậy được một lá hâm. Mình sẽ vãi. Đây 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 đây. Người đi. Còn chưa để luôn ha. Đâm rồi. Ơ đúng rồi, được 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 á, xuống đè. Đây là. Rồi để tạm vậy cái nha, chút tính tiếp. Ok, lượt cuối cùng nha. Nghi rồi đó. Vô. À, lần này là được nước nhân sâm và hookah nha các bạn. Nói chung là lượt này thì dễ không có gian hết, chỉ có nước uống thôi. Nước uống quá chạy luôn anh. Vậy hả? Ê, ê. Ngon. Hết lượt rồi em ơi, ra khơi luôn em ơi. Hết luôn hả? Hết rồi, em đủ 3 lượt rồi. Rồi ăn có 3 lượt. Bánh xe vẫn còn một bánh nữa nha em. Dạ, em thấy bánh xe rồi, em sẽ né nó. Ô. Hay hả? Lần này thì ăn được một hũ chè các bạn và nước đuối lửa các bạn. Rồi em vẫn còn 2 lượt. Em nghĩ chắc hũ chè của em đủ rồi quá. Nhưng không sao, em tin vào bản thân mình. Ô. Sao ăn hay dữ ta, cái nào vô cái đó ta. Lần này thì ăn được một bịch bánh cá các bạn. Trời ơi, ngoài là sao? Chơi chơi có chịu chứ em? Dứt. Đâu, em định chọi vô cái quần đó. Ok, ăn đó. Quyết định không thèm lấy gì hết, tao chọi ra ngoài nha các bạn. Em coi cái ô đó được không anh? Tí có chọi không? Cái ô quay cùng quá. Ô này hả? Đúng rồi. Ô này thì sẽ có nước nho và bánh bột lan em. Rồi ok, gắt thôi em ơi. Vậy là buổi trưa này ăn nó sẽ ăn đây 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 chè, bánh cá và uống nước đuối lửa nha. Buổi trưa này thì chỉ có gì vậy em? Bánh xè với nước anh. Ăn bánh xè với lại uống trâu cộn và nước nhân sâm nha bạn. Rất tuyệt luôn em. Vậy anh không biết em là một kho bánh trái trong đây rồi. Nói chung là đồ nghề dĩ còn rất là nhiều nha bạn, bánh trái còn rất là nhiều. Có cả bánh xe nữa. Tiền bánh xe đầy đủ luôn. Nhưng mà anh thấy là cho ngủ của em nó bị hạn chế do khá là nhiều bánh xe. Đúng rồi, anh giả anh tém mày xuống miệng với anh. Tém này xuống hả? Dạ. Đó. Đủ. Hợp lý. Ủi bánh xe luôn. Còn ăn chè hả em, ăn chưa ăn chè hả? Ờ, chè với bánh cá anh ơi. Bánh xe dai chứ anh. Bánh cá ngon lắm á. Bánh xe dai quá hả? Bánh xe ngon hả? Bánh xe đó em phải nấu chín lên nó mới bớt dai. Sau 26 tiếng trôi qua thì mình cảm thấy là một trải nghiệm rất là nhiều luôn các bạn. Nào là nóng nè, lạnh nè, sông khói nè, rồi được đăng ba vi bộ cả bản thân mình luôn. Nói chung là mình cảm thấy vẫn là ok bạn. Một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Mình nhắm là mình có thể chơi được thêm khoảng cũng như mình đã nói với Lâm mà chơi tới 100 tiếng mình mới nghỉ là các bạn. Rồi hiện tại buổi trưa của mình là khá là no nê luôn nha. Được hưởng nguyên cái bánh xe khá là bự luôn. Cái mình ăn nghỉ chắc cũng 7-7-49 ngày mới hết cái bánh xe này á. Mình ngồi trong đây có thể chơi được tới 7-7-49 ngày nữa luôn. Là vừa đủ hết cái bánh xe luôn á. Rồi hiện tại thử thách của tụi mình đã được 28 tiếng các bạn. Và hai anh cu thực sự là nó đã rất là phơi rồi, vừa lên đên mà vừa không thể nào đi đái đĩa đâu các kiểu được. Nên hai đứa nó đã đồng lòng để chơi thử thách cuối cùng của sức chịu đựng của con Huyền. Đó chính là trọng tải các bạn. Như đây bạn thấy có rất là nhiều món đồ chơi không? Xe cộ rồi ghế tạ đồ, nước, khùng nước đồ rất là nhiều. Tụi quyết định chơi cái chiêu giống cái clip mà Huyền của ai chìm cuối cùng thì chiến thắng các bạn. Tức là bây giờ hai đứa nó sẽ vòng quay. Quay vào món nào thì sẽ ghim cái món đó bỏ lên thuyền. Còn nào qua lượt hay là thêm lượt gì đó thì coi như may mắn. Thì nào mà trụ được tới cuối cùng thì thắng cái giải thưởng này nha các bạn. Tụi nó muốn chơi khô máu luôn. Ở đây là mình có cái vòng quay, nhắn vào gì chơi đó nha các bạn. Nè em lít cái coi. Hello.
Bạn ơi, xe mô tô mini. sao lắc kỳ vậy hả? Rồi sau một hồi nghiên cứu thì dễ ra chắc được cái xe theo dạng nằm ngang như vậy mới được nha bạn. Không hiểu là tại sao nó lại may mắn tới mức mà mới cái lá hâm đầu tiên đã dính vào cái xe rồi. Rồi tiếp theo là ăn. Bấm em. Một phần hai xô nước. Đó, đó là game gì thế này? À, nhẹ kìa. Sao không công bằng vậy hết à? Nhân phẩm kém của em. Có cái là hầm bỏ một món ra hỏi tàu nữa bạn. Nhớ em. Bỏ xe. May mắn dùng út. Ghế xoay. Rồi, ok. Xong. Vệ sinh một cặp. Chừng có ghế, chừng có xe nữa. Ổn quá, thì nó trong vậy. Thì nó rất là đau luôn, chịu được cái xe, hai cái bánh xe, một chiếc xe, một cái ghế nữa. Rồi ăn bắp. À, sao ăn bị vậy, tại là xô nước không ta? Hai xô nước. Trời ơi, nó nặng kìa. Đâu nữa? Đây luôn, đây luôn. Rồi, tiếp. À, nãy mình quên giao luật chơi là không được phép làm rơi rớt đồ xuống nước các bạn. Chở hàng còn làm rớt là phải đền. Bởi vậy rớt là bằng khua nha. Ok, dễ bấm em. Một xô nước. Hay muốn để xô nước này? Thôi, đổ á. Để hả, để muốn đổ vô Huyền em đúng không? Lạnh. Rồi, ok, đã không? Ok, rất đơn giản. Vậy là tiếp theo là tới lượt cô An nha các bạn. Con cá cho mày luôn rồi. Một cục tạ. Ây da. Ui dồi dồi, ui dồi ui. Mới nghe cái rắc. Mới nghe cái rắc luôn kìa. Già yếu rồi, ăn mới 3 cái. Muốn gãi tay. Rồi, tiếp theo là giấy. Quốc em. Bốn món ra. Rất là lucky luôn em. Lucky luôn hả? Bánh xe. À, ghế cao. Ok, ok, ok. Hợp lý không? Ồn quá. Em lên cái cảm giác gì không anh? Sao? Nó sắp ngã rồi nè. Nghiêng lên trước. Không, không. Đã có rất là nhiều người hỗ trợ không sao đâu em, với lại xuống nước là nó nhẹ đi, anh có thể lo được. Rồi, tiếp theo là ăn. Vậy nó trâu quá. Đợt tập hỏi, nó muốn lặt luôn rồi nè. Thêm lượt quay. Rồi, ăn được thêm lượt, tức là quay thêm hai cái nữa em. Dạ. Anh em ơi, cứu em. Chưa mà. Chưa mà. Từ từ, nè, em thấy nó nghiêng rồi nè. Chúc mừng. Do nước vô mắt cân bằng. Rồi vô bà luôn em ơi. Vô vô. Ủa, vô hả? Đúng rồi, vô hả? Đúng rồi. Nó không phải tải trọng được thêm. À, mấy cái băng keo nó tuột ra. Ờ, nó tuột ra, nó tạo sự lắc lư, nó dễ sợ. Rồi vô bà em. À, ăn nó nói là Hiền nó còn rất là khỏe nên thử tải trọng luôn nha bạn. Rồi à? Này nữa. Phụ nó vậy, phụ vậy, ở lên vậy. Rồi à? Sao mày hơi dính xe đó hả? Sắm rồi, sắm rồi. Toàn bánh xe hả? Qua bánh xe. Đều rồi. Rồi, 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 hết rồi, hết rồi, hết rồi. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Hết lời nổi rồi. Ghê. Tính gà của nàng của ngang em luôn á. À, vậy là cố gắng nó có thể chịu nổi được 3 bánh xe, 2 cục tạ với 2 xô nước thôi nha các bạn. Hết chịu nổi tại động rồi. À, nói chung là Hiền cố gắng là nó chơi khoảng được thêm 2 bánh xe với 1 cục tạ nữa là tạp rồi. Nếu hoặc mà là sẽ... 2 xô nước, 3 4 xô nước gì đó là có thể là tạp rồi. Trời ơi, Huyền em mà nó không bị cái đó thôi. 4 bánh xe luôn. Không, Hiền chỉ chừng 1 bánh xe với lại 2 xô nước thôi cũng có thể là nó tạp chìm luôn nha các bạn, không có vụ đầu hàng đâu. Nói chung là hai Hiền cũng cân đối á, nói chung là cũng mạnh ngang nhau á, nhưng mà hai Hiền cố gắng được cái là nó dài hơn nên nó có nhiều chỗ để đồ, còn Hiền Cô Dĩ thì nó quá nhỏ, không có nhiều chỗ để đồ.
Thật sự là sức nổi là cũng ngang ngang nhau. Ôi không phải đâu, em mà heo cái con dĩ cho em chìm á anh. Đi hả? Con xe đó. Chỗ đâu châu đợi đúng không? Đúng rồi. Xe nặng lắm á. Ok, nói chung là hai đứa nó quyết định khô máu làm phát để thử tải trọng. Kết quả là Huyền công an là may mắn hơn nên chiến thắng thôi. Cảm ơn anh. Còn Huyền Dĩ thì nó quá nhỏ không chở được đồ nên thua nha. Ok, nói chung là video này thằng Bảo hôm qua nó ngủ nó nói là nó bị nằm mơ thấy nó đang đi đánh cá luôn các bạn. Đâu, em chưa nằm mơ mà. Mới vừa đặt nhắm mắt lại coi là lung lơ. Bởi vì thằng Đại nó bị sai sóng nên đầu hàng. Còn Hương với Tọt thì đau bụng nên đầu hàng nha các bạn. Ok, mình kết thúc video tại đây. Bạn nào thích video này nhấn like, chia sẻ để tụi mình có động lực thực hiện những thử thách gì đó mà nó lạ hơn. Thôi lần sau là sẽ chế tạo Huyền rồi đua nha các bạn, chó ngầu nha. Ok, tạm biệt các bạn.